Hoàng Chí Shop xin chào các bạn. Hôm nay thì shop mình xin giới thiệu với các bạn một cái chiếc xe Exciter 150 phiên bản 2019 vừa được shop mình lắp thành công cái ổ khóa Honda Smart Key vào trong cái ổ khóa zin. Trên hình thì đây là chiếc xe đã được shop mình lắp hoàn thiện cái ổ khóa Honda Smart Key của Honda chính hãng vào trong cái xe. Bên mình đã canh chỉnh rất là ok. Và đây là cái dàn điện mà sau khi shop mình lắp. Bây giờ mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Đây là toàn bộ những cái giắc cắm. Đây là cái hộp điều khiển SCU điều khiển đây. Và đây là toàn bộ dây điện mà mình khi mình đã đi xong. Rất gọn gàng và sạch sẽ, và khi đã lắp toàn bộ là ống chống cháy hết cho các bạn ha, rất gọn gàng. Đó. Đây là những cái cầu chì để chúng ta cài remote và cũng như là nhập mạng khẩn cấp ID. Đó. Đây. Rất gọn gàng ha. Đây là cái ổ khóa mà được shop mình vừa mới lắp đặt xong. Nó thay thế cho cái ổ khóa zin trên xe đây các bạn. Đây là cái ổ khóa zin trên xe ha. Vừa được shop mình tháo ra. Và thay vào đó là một cái ổ khóa smart key rất rất đẹp, mà được làm một cái mặt CNC rất rất đẹp như thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test chức năng cho anh em xem ha. Trên tay mình đây là một cái remote của Honda, hay còn gọi là FOB các bạn ha. Thì đây là một chiếc xe hoàn toàn chưa có lấy biển số luôn, vừa mới lấy trong hãng ra và hôm nay thì mang qua shop mình lắp. Bây giờ mình tiến hành mình sẽ test cái chức năng. Thì đầu tiên các bạn phải kiểm tra remote nó đang ở chế độ nào bằng cách là nhấn vào cái nút chìa khóa như thế này. Để chúng ta thấy là đèn đang xanh, tức là remote đang được bật, thì nó sẽ cho nhận diện tín hiệu như thế này nhé. Mình nhấn vào xe, sau đó mình bật lên thì các bạn thấy để ý đồng hồ nó sáng này ha. Đó, toàn bộ đồng hồ là đã sáng lên ha. Và đề máy được nổ luôn ha. Ok các bạn ha. Rồi, mình tắt đi. Và sau đó mình cầm cái remote đi ra xa 2m thì tự động xe sẽ lock lại. Bạn thấy không ạ? Rồi, khi mà xe lock lại rồi chúng ta để trong nhà hoặc là chúng ta để trong bãi xe gì đó, chúng ta muốn kích hoạt cho được trong giác, chúng ta nhấn vào nút giữa cho mình. Lúc này thì xe chớp lên một tiếng beep và sau đó là chỉ cần có người đụng vào xe thì nó sẽ kêu. Đó. Bây giờ mình tiến hành đụng vào thử xe thử nha. Lắc nhẹ đầu tiên nó sẽ kêu nè. Bạn thấy không? Rất rất nhạy ha. Và đồng thời là xi nhan sẽ phải chớp lên liên tục như thế này. Đó. Để tắt chống giắt thì chúng ta nhấn vào nút giữa. Và chúng ta để ý khi chúng ta kích hoạt cho được chống giắt thì có một cái đèn đỏ ở trên ổ khóa này chớp lên. Đó, các bạn thấy đèn đỏ mà. Đây là một cái mặt khóa mới hoàn toàn. Đó, nó như thế này các bạn, rất rất đẹp ha. Ok, tí nữa xíu mình sẽ lắp vào xe, sau đó mình review cho các bạn xem. Đó, tiếp theo là chế độ trong tìm xe trong bãi. Chế độ tìm xe trong bãi chúng ta chỉ cần nhấn vào nút trên cùng. Chúng ta thấy xe nó chớp lên ha. Xe nó chớp lên nè. Đó, tiếng kêu bíp bíp. Đó, ổ khóa màu sáng màu xanh lên. Như thế này. Rồi, rất đẹp ha. Rồi tí xíu nữa mình ráp lại áo và sau đó mình sẽ quay cho các bạn xem cái độ khít và cũng như là độ khi lắp vào thì nó có như zin không mà nha. Ok. Thì mất nó giới hạn nha các bạn. Rồi đây là chiếc Exciter 150 vừa được shop mình ráp lại toàn bộ dàn áo. Đây là cái ổ khóa vào trong cái bờ xe các bạn ha, rất rất đẹp ha. Được thiết kế là vừa khít với lại cái ốp đầu luôn. Cho nên khi các bạn lắp vào thì chỉ là nó khít vừa zin như thế này. Ok, rất là vừa vặn. Toàn bộ chức năng thì được giữ nguyên zin và không hề cắt ổ các bạn trên xe một sợi dây nào cả. Đó, rất là đẹp. Chiếc xe này vừa mới lấy về trong hãng đó các bạn ha. Đó, rất rất đẹp. Ở bên kia rất là nhiều xe, Raider và Winner. Rồi, thì chức năng thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua các bạn, để các bạn có thể thực hiện sơ. Rồi, đầu tiên thì các bạn kiểm tra cho mình cái tín hiệu remote. Đèn đang xanh như thế này thì chúng ta chỉ cần cầm trên tay hoặc là bỏ trong túi. Chúng ta tới xe chúng ta có thể điều khiển bằng cách là nhấn vào xoay lên. Thì lúc này là đồng hồ sẽ lên tất cả toàn bộ tín hiệu các bạn ha. Rồi khi chúng ta tắt xuống, chúng ta đi ra xa 2m tự động xe lock lại. Các bạn thấy không ạ? Rồi thì lúc này xe đã lock lại rồi. Ví dụ như trường hợp mình tắt remote đi nha. Rồi mình sẽ tới xe mình đụng vào, nó sẽ không hề xoay được cái ổ khóa nữa. Đó các bạn ha, bật lên lại này.
chuyển qua tín hiệu màu xanh thì chúng ta nhấn vào, chúng ta bật lên lại được bình thường ha. Khi chúng ta muốn khóa cổ, chúng ta xoay cổ một bên, sau đó chúng ta nhấn xoay ngược lại. Rồi, xe lúc này là khóa cổ các bạn ha. Lóc lại và chúng ta đi ra xa 2m. Tự động xe lóc lại. Rồi, như này, nhưng lúc này là xe lóc lại rồi. Rồi, khi mà đổi cái chìa khóa như thế này thì chúng ta đang thắc mắc là chế độ mở yên như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành review chế độ mở yên luôn. Chúng ta nhấn vào, chúng ta bật khóa lên. Lúc này chúng ta nhấn vào núm sẽ mở yên. Rồi, mình thử lại nha. Rồi, lúc yên được mở các bạn ha. Đó, lúc này yên đóng nè. Chúng ta nhấn vào. Rồi, yên được mở. Rồi, khi chúng ta tắt xe đi. Rồi, chúng ta tắt xe đi rồi. Chúng ta muốn tìm xe trong bãi, xe đang bỏ trong một cái bãi xe nào đó rộng à, không thấy xe đâu hết thì chúng ta có thể nhấn vào nút trên cùng. Cái chế độ tìm xe này nó hoạt động trong phạm vi khoảng tầm 80 mét nha các bạn. Cho nên hoàn toàn có thể thoải mái cho vấn đề tìm xe. Ở những cái bãi trung tâm thương mại lớn chúng ta hoàn toàn có thể tìm xe được, rất dễ dàng. Và chế độ chống dắt, khi chúng ta nhấn vào nút giữa, lúc này thì xe kích hoạt chế độ chống dắt bằng cách là nhấn đèn, nó sáng cái đèn đỏ lên các bạn ha. Đây, chúng ta sẽ quan sát cái đèn đỏ trên ổ khóa nó nháy nè. Đó, các bạn thấy không, một đèn đỏ nháy đúng không. Lúc này chúng ta đụng vào xe, xe nó sẽ kêu lên. Và khi nào chúng ta không đụng nữa thì chúng ta nó sẽ hết kêu ha. Rồi, chúng ta muốn tắt chế độ chống dắt chúng ta nhấn vào nút giữa. Ok, như vậy là xong. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn một chiếc Exciter 2019 vừa được shop mình nâng cấp cái ổ khóa Honda Smart K chính hãng. Và cái ổ khóa vào vị trí ổ khóa zin rất là đẹp và không phải khoét hay là chế cháo gì cả. Toàn bộ được lắp đặt như zin. Và chúng ta có thể mua hàng về tại nhà, chúng ta lắp được rất dễ dàng vì shop mình đã làm sẵn dắt cắm cũng như là dây điện đã bọc hết cho các bạn rồi. Về vì các bạn chỉ cần cắm dắt thôi. Rất đơn giản. Rồi, nếu các bạn nào cảm thấy video bổ ích cũng như là muốn mua hàng thì hãy liên hệ cho mình qua số điện thoại bên trên góc màn hình nha. Rồi, thân ái chào tạm biệt.